Tại sao con voi lại có chiếc vòi dài? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Vòi dài của voi là một đặc điểm độc đáo và có nhiều vai trò quan trọng. Dưới đây là một số lý do tại sao voi có chiếc vòi dài. Vòi dài giúp voi có thể vươn tới các vị trí cao trên cây hoặc cắm sâu xuống đất để lấy thức ăn như lá cây, cỏ, quả và nhấm nước từ ao hoặc suối. Với khả năng linh hoạt và mạnh mẽ của voi, chúng có thể thu thập thức ăn dễ dàng trong các môi trường khác nhau. Voi cũng giúp voi uống nước một cách tiện lợi. Chúng có thể hút nước từ các nguồn nhỏ như vũng hoặc từ các ao lớn, sau đó dùng vòi để đổ nước vào miệng một cách chính xác và hiệu quả. Voi đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp giữa các cá thể voi. Vòi dài cũng giúp voi trong việc tắm cát, trộn đất, tạo lỗ trong đất để tìm nước ngầm hay làm mát cơ thể trong thời tiết nóng bằng cách phun nước lên lưng. Vòi dài của voi là một đặc điểm tiến hóa độc đáo và rất hữu ích. Hãy nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé!